Hàng trăm lính cứu hỏa vật lộn chống bão hỏa trong ngày thứ hai liên tiếp bằng cả đường bộ, đường không và đường biển để cứu chữa tàu hải quân USS Bonhomme Richard đang chìm trong khói lửa khi số người bị thương trong vụ cháy đã lên tới gần 60 người. Tàu đổ bộ USS Bonhomme Richard có kích cỡ to thứ hai trong Hải quân Hoa Kỳ, tương đương với một tàu sân bay, hiện vẫn chìm trong khói lửa mù mịt khi con tàu bắt đầu bị nghiêng sang một bên. Đám cháy đi kèm một vụ nổ lớn đã xảy ra vào sáng ngày 12 tháng 7 tại khoang hàng bên dưới con tàu dài 844 m đang đóng tại bến cảng ở căn cứ Hải quân San Diego để bảo dưỡng định kỳ. Ngay sau đó, ngọn lửa đã nhanh chóng lan rộng ra khắp mọi nơi, lên cả phần tháp và các cấu trúc trên cùng của con tàu. Phần cấu trúc ở khoang phía trên của con tàu vẫn tiếp tục cháy, cột buồm phía trước đã sụp đổ và con tàu đang bị nghiêng. Tuy nhiên, việc chữa cháy vẫn đang tiếp diễn và chúng tôi đang duy trì tốt tình trạng cân bằng. Theo đô đốc Philip Sobeck, do đang trong quá trình tu sửa, chỉ khoảng 160 trong tổng số 1.000 thủy thủ đã có mặt trên con tàu khi vụ cháy xảy ra và mọi kho đạn dược đều đã được chuyển đi theo đúng tiêu chuẩn an toàn. Các trực thăng thả bom nước xuống con tàu trong suốt ngày 13 tháng 7, trong khi các thuyền cứu hộ đậu xung quanh và phun nước lên thân tàu để làm nguội từ bên ngoài. Đội cứu hỏa San Diego hiện đã dừng bắn nước lên tàu từ trên bờ do lo ngại có thể làm ảnh hưởng tới sức nổi của chiến hạm. Khi được hỏi liệu con tàu có thể bị thiêu cháy đến mức không thể hoạt động được nữa, đô đốc Sobeck bày tỏ hy vọng tránh được kết cục đó. Ông cho biết ngay khi dập tắt được đám lửa sẽ tiến hành đánh giá. Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn vẫn chưa được xác minh, nhưng một phát ngôn viên hải quân nói rằng không có bằng chứng về một âm mưu phá hoại nào ở đây. Theo Hải quân Hoa Kỳ, 36 thủy thủ và 23 dân thường đã bị thương, trong đó bao gồm ngạt khói và kiệt sức vì nóng, nhưng không ai phải nhập viện. Tàu đổ bộ Bonhomme Richard gia nhập biên chế hải quân từ năm 1998, được thiết kế để chở các trực thăng tấn công của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và các binh đoàn tham chiến trên mặt đất.